Thưa quý vị và các bạn, những thông tin chúng tôi đã đưa về hiện tượng mỹ phẩm giả đang tràn lan trên thị trường khiến cho người tiêu dùng rơi vào cảm giác hoang mang giữa mê hồn trận của những thứ được phong danh là mỹ phẩm. Câu hỏi được đặt ra là, những nguyên liệu được sử dụng để tạo ra những loại mỹ phẩm giá rẻ này là gì và nguồn gốc xuất xứ của nó ở đâu mà khiến cho những ca điều trị da liễu có liên quan đến việc sử dụng mỹ phẩm giả càng ngày càng nghiêm trọng như vậy. Theo một clip được đăng tải trên mạng xã hội trong thời gian gần đây, ghi lại hình ảnh một cơ sở tại Sài Gòn đang sản xuất những vỏ hộp nhãn mác của hãng mỹ phẩm có tên Come Cosmetics tại địa chỉ website www.mỹphẩmroyal.com thì một số mỹ phẩm có nhãn hàng là Come Cosmetics được giới thiệu là được nhập khẩu tại Hàn Quốc. Nhưng sau khi đoạn clip được phát tán thì trang web lại được thay đổi thông tin là hàng Việt Nam chất lượng hàng đầu. Theo đoạn clip thì quy trình sản xuất vỏ hộp, đóng gói giống như là ở hộ gia đình. Vậy những mỹ phẩm bên trong những lọ, hộp được cho là mỹ phẩm cao cấp Come Cosmetics có thực sự cao cấp? Vấn đề này rất cần được các cơ quan chức năng làm rõ. Một trong những nguyên nhân để mỹ phẩm giả, mỹ phẩm nhái vẫn len lỏi trong cuộc sống đó là tâm lý xính ngoại của người tiêu dùng với suy nghĩ hàng ngoại hay hàng nhập từ châu Âu thì đều rất tốt. Nhưng cũng ít người biết rằng nhiều loại mỹ phẩm có xuất xứ chính hãng, nổi tiếng, uy tín đến từ châu Âu, châu Mỹ cũng chưa chắc đã phù hợp với làn da của người châu Á. Lợi dụng tâm lý xính ngoại, hàng giả đã trà trộn dưới mác mỹ phẩm sách tay để đánh lừa người tiêu dùng. Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2017, Thanh tra Bộ Y tế triển khai công tác thanh tra y tế năm 2018, Bộ Y tế cho biết năm 2017, Thanh tra Bộ Y tế đã triển khai 8 đoàn thanh tra, trong đó có một đoàn thanh tra đột xuất trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế. Theo đó, 16 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số 400 triệu đồng đã được ban hành, tiêu hủy 3.143 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, mỹ phẩm chưa có số công bố của 5 cơ sở trị giá gần 240 triệu đồng. Kết quả thanh tra kiểm tra của Thanh tra Bộ Y tế đã phản ánh một phần nào thực trạng về vấn nạn mỹ phẩm giả kém chất lượng trên thị trường hiện nay. Nhằm đưa ra các khuyến cáo cho người sử dụng về việc nhận biết cũng như bảo vệ sức khỏe của mình trong việc sử dụng các mặt hàng mỹ phẩm và nhằm chỉ ra những bất cập trong khâu quản lý để nâng cao hiệu quả phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trong các mặt hàng mỹ phẩm của các cơ quan chức năng, đồng thời cũng đưa ra các giải pháp để bảo vệ uy tín cũng như thương hiệu của các cơ sở sản xuất kinh doanh các mặt hàng mỹ phẩm, thì báo Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức tọa đàm với chủ đề Thị trường mỹ phẩm tăng cường công tác quản lý và giải pháp từ doanh nghiệp vào hồi 14 giờ thứ Năm ngày 22 tháng 3 năm 2018 tại hội trường 3, tầng 7, tòa nhà VCCI số 9, Đào Duy Anh, Hà Nội.